Chiều 12 tháng 9, tại buổi giao ban báo chí tháng 9 năm 2022, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Bùi Thị Mai Liên, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng mà dư luận quan tâm. Theo Đại tá Đinh Xuân Huy, hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy tố theo quy định. Qua đó, kết quả điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Bùi Thị Mai Liên, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, có 35 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng. Ngoài bị can Bùi Thị Mai Liên, còn có các bị can khác bị khởi tố, gồm Bùi Quang Luận, Trần Thị Quỳnh Lâm, Chu Văn Sửa. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, bị can Bùi Thị Mai Liên, nguyên là trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, chồng là ông DXS, sinh năm 1972, nguyên giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Ông S cũng bị nhiều người tố là lợi dụng uy tín chức vụ, trả lời điện thoại, hứa hẹn và cùng đi vay tiền với vợ là bà Liên, khiến nhiều bị hại tin tưởng, yên tâm đưa tiền cho bà Liên vay mượn. Tuy nhiên, do chứng cứ không bảo đảm cấu thành tội phạm nên không bị xử lý theo pháp luật. Sau khi bị can Liên bị khởi tố bắt giam, ông S có đơn xin thôi chức và bị điều xuống làm chuyên viên của một công ty lâm nghiệp tại địa phương. Cùng bị truy tố với bị can Liên có các bị can Bùi Hữu Quang Luận, sinh năm 1990, cháu ruột của bị can Liên, Chu Văn Sửa, sinh năm 1958, trưởng văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu. Hai bị can này cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Trần Thị Quỳnh Lâm, sinh năm 1995, cháu dâu của bị can Liên, cũng bị bà Liên lôi kéo trở thành đồng phạm, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, bà Bùi Thị Mai Liên thu nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích lớn của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, bà Liên nhờ ông Phạm Hà, ngụ phường 9 thành phố Đà Lạt, vẽ đồ họa dự kiến phân thành nhiều diện tích nhỏ nhằm tách thửa, chuyển nhượng từng lô nhỏ để kiếm lời. Qua đó, bà Liên tự chia và sở hữu khoảng 70 lô đất, tài sản gắn liền với đất, sau đó giao dịch mua bán chồng chéo với hàng chục người. Đối với những lô đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Liên nhận cọc của người mua rồi lại thế chấp ngân hàng vay tiền. Hàng chục lô đất chưa có sổ đỏ, bà Liên dùng nhiều thủ thuật nhận cọc rồi không trả lại tiền cho khách hàng.